ngạt thở giải cứu hai cha con rơi xuống giếng sâu hơn 20 mét. Đốt sách vở vì con học kém, lửa bén khiến con tử vong. Trường quân sự quân khu 7 mời cơ quan chức năng vào cuộc bác bỏ thông tin sai sự thật trên mạng liên quan nữ sinh viên một trường đại học bị xâm hại và tự tử trong khuôn viên trường. Cùng tìm hiểu vì sao nhà vườn trồng hoa giấy lại lao đao khi sắp vào mùa thu hoạch Tết. Quang Huy và Hải Vân xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã bật TV ngồi cùng với chúng tôi của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay. Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay. Hải Vân và Quang Huy rất vui khi được đồng hành với quý vị trong bản tin Nóng 24 giờ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin nóng nhất mới nhất được phóng viên thường trú tại các địa phương vừa cập nhật. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 1, cuộc cứu hộ giải cứu bé trai Hào Nam 10 tuổi quê Đồng Tháp trong lúc vui chơi cùng bạn bè, không may lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu 35 mét tại một công trường trong 12 ngày, bước sang ngày thứ 13 nhưng chưa thể kết thúc do chưa đạt được kết quả mong muốn cuối cùng. Việc cứu hộ kéo dài khiến tất cả phải chờ đợi trong mòn mỏi và sốt ruột. Vụ việc vẫn chưa khiến dư luận cả nước xót xa thương cảm thì mới đây tại tỉnh Đắk Lắk, khi phát hiện con trai 7 tuổi bị rơi xuống giếng bỏ hoang sâu hơn 20 mét, người cha lập tức lao xuống cứu nhưng cũng bị kẹt lại. Và may mắn hơn bé Hào Nam ở Đồng Tháp là cả hai cha con đều được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời ngay trong đêm tối. Vào tối ngày 11 tháng 1, người dân phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện cháu Nguyễn Văn Đông, 7 tuổi, bị rơi xuống một giếng nước bỏ hoang gần nhà. Ngay sau đó, cha của cháu bé là anh Nguyễn Văn Phương, 44 tuổi, đã lập tức lao xuống giếng để cứu con. Tuy nhiên, do giếng nước sâu trên 20 mét nên người cha và cháu bé bị mắc kẹt không thể nào thoát lên trên được. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động 10 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn. Tại hiện trường, miệng giếng rất nhỏ, cán bộ chiến sĩ không thể sử dụng các phương tiện bảo hộ cá nhân cũng như các phương tiện cứu nạn cứu hộ chuyên dụng. Ngoài ra, địa hình giếng nước sâu, hẹp, tối nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, chỉ sau 7 phút triển khai, lực lượng cứu nạn đã đưa cháu bé và người cha lên khỏi giếng nước an toàn. Ngay sau đó, lực lượng công an đã trấn an tinh thần, động viên gia đình cháu bé, đồng thời yêu cầu người dân che chắn lại giếng nước để tránh trường hợp tương tự xảy ra. Cũng liên quan đến vụ việc thương tâm của bé Hào Nam ở Đồng Tháp, hiện nay nhiều địa phương đã rà soát các công trường hay là những nơi có nhiều cống lộ thiên. Tuy nhiên, vẫn còn những nơi lộ cống thoát nước, trụ bê tông vẫn chưa được cảnh báo, xử lý an toàn. Sau đây là ghi nhận thực tế của phóng viên Nóng 24 giờ theo phản ánh của người dân tại huyện Châu Thành, Bến Tre. Theo ghi nhận, ngày hôm qua, dọc theo đoạn đường quốc lộ 57B dài khoảng hơn 1 km từ ngã tư An Khánh đến về xã Phú Túc, trước cửa mầm non, hàng chục cống thoát nước nằm lộ thiên hai bên đường, chỉ được rào chắn sơ sài bằng những tấm biển báo và dây nhựa. Nhiều người cho rằng đơn vị thi công cần phải chuẩn chỉnh hơn trong quá trình thi công để tránh những hậu quả đáng tiếc. Ông Từ Anh Nguyên, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì Công trình Đường bộ, Sở Giao thông Vận tải Bến Tre, đại diện chủ đầu tư công trình nâng cấp quốc lộ 57B cho biết, trong quá trình thi công, chúng tôi cũng thường xuyên giám sát và cử người túc trực thường xuyên để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trước phản ánh của người dân, ông Nguyên cho biết sẽ thường xuyên nhắc nhở đơn vị thi công, đảm bảo an toàn thi công, đảm bảo an toàn cho người đi đường. Thưa quý vị, Cần Thơ có trên 1,2 triệu chậu hoa các loại phục vụ cho thị trường Tết Quý Mão 2023, tăng hơn 40% so với năm trước. Và trước tình trạng thời tiết xấu, triều cường ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hoa kiểng, người nông dân tại Cần Thơ đã không ngừng sưu tầm những giống hoa lạ, kỹ thuật mới. Và điển hình là nhiều chủng loại hoa cúc mới như là mâm xôi tím, mâm xôi đỏ, Bico rất hút hàng những ngày này thưa quý vị. Cúc mâm xôi tím là loại hoa lần đầu tiên xuất hiện đã cháy hàng tại làng hoa Phó Thọ, Ba Bộ, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đây là giống hoa có nguồn gốc từ Hàn Quốc, được nhập về tầm 1.000 cây để trồng thử. Ban đầu giá bán của loại hoa này chỉ tầm 250.000 đồng một chậu. Hiện nhiều nhà vườn đã tăng giá lên 350.000 đồng một chậu. Loại cúc mới này có sức sống tốt hơn các loại cúc mâm xôi khác. Hơn nữa, vì màu sắc khá lạ nên rất hút hàng. Mặc dù chưa đến Tết Nguyên Đán 2023,
Nhưng hiện nay, nơi đây đã có những hợp đồng nhận cung cấp 20.000 cây giống cúc mâm xôi tím cho Tết 2024. Là giống như cái giống mà cổ điển của mình, mâm xôi màu vàng của mình hồi trước tới bây giờ á, thì cô thấy nó dễ hơn. Là nghĩa là nó ra bông đồng loạt, chứ nó không có giống như là cái màu vàng. Cái màu vàng thì hiện tại đây bà con cô ở đây trồng hen thì năm nay là bán khoảng chừng 50-60% thôi. Đó, rồi còn cái riêng cái thằng mâm xôi hồng, mâm xôi tím này nè, cô thấy là nó trễ với nó sớm thôi, mà hôm mà nó nở bông là nó đồng loạt. Nó nở lên cùng một lúc hết, chứ không phải là kẻ nở người không, kẻ sớm người trễ không có. Hãy ai sớm, nó sớm là sớm hết. Đó, mà năm nay thì cô thấy cái dòng mâm xôi này thì nó không có bị trễ rồi, nó bị sớm. Chắc có lẽ là cái dòng ngày, dòng đời của nó chắc có lẽ là ngắn ngày hơn so với mấy mâm xôi kia. Năm nay, làng hoa của quận Bình Thủy cho ra thị trường trên 280.000 chậu hoa kiển các loại. Do vật tư đầu vào tăng, thời tiết bất lợi nên chi phí, công chăm sóc đều cao. Giá hoa Tết có thể tăng nhẹ từ 10-20% so với Tết năm 2022. Hoa Tết ở đây đa dạng về chủng loại, thế mạnh như các loại cúc Đài Loan, cúc mâm xôi, đồng tiền, cát tường, hướng dương, mai già thảo, vàng thọ, hoa treo. Ngoài ra, nhà vườn bằng kinh nghiệm áp dụng kỹ thuật cũng làm đa dạng, phong phú thêm về kiểu dáng hoa. Năm nay quá chừng chi phí nó nặng luôn. Nó nặng mà nếu mà cái giá thành mà nó có cao đi chăng nữa thì nói về cái chuyện lời thì là không có đâu con. Tại vì là con chồng anh như thế này á, nó có giá đi chăng nữa con bán cũng không có trọn vẹn. Bỏ từ hôm đầu vụ tới giờ là đổ chậu biết là bao nhiêu rồi. Nó hư, nó hao, mưa xuống vậy cái là bắt đầu nó chết, nó úng cây cái là đổ chậu bỏ. Đó rồi cái trồng sang cái thứ khác, trồng sang thứ khác rồi cái cũng bị. Rồi thành thử là kết cục lại thì nó cũng không có được là bao nhiêu. Cho dù cái giá thành mắc đi chăng nữa chứ cũng không có lợi nhuận gì. May là năm nay đừng đổ nợ là đủ rồi. Thời tiết hiện đang diễn biến bất lợi. Những đợt mưa liên tiếp xuất hiện trong những ngày qua khiến nhiều nhà vườn trồng hoa lo lắng vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoa. Hoa Tết nở muộn, bán sẽ bị mất giá. Mong rằng với kinh nghiệm, sự kỳ công chăm sóc, nông dân sẽ ứng phó để có một vụ hoa Tết được mùa, được giá. Tin nóng sẽ được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, tối 11 tháng 1, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip có tiếng la hét kèm với những bình luận cho rằng đã xảy ra vụ việc tiêu cực liên quan đến nữ sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Hoplit, bị xâm hại và tự tử trong khuôn viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường Quân sự Quân khu 7. Ngày 12 tháng 1 năm 2023, theo công văn của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường Quân sự Quân khu 7, thông tin clip lan truyền trên mạng xã hội liên quan trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh Hoplit là thông tin thất thiệt, không đúng sự thật. Thực hư sự việc như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo lãnh đạo này, công văn đang truyền đi trên mạng, chính xác là công văn số 73 của trường vừa gửi Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tình hình trên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường Quân sự Quân khu 7 trả lời như sau. Hiện nay, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trường Quân sự Quân khu 7 đóng quân trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12, tổ chức Giáo dục Quốc phòng và An ninh khóa 327 cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học theo quyết định phân luồng của Bộ Quốc phòng. Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh về học Giáo dục Quốc phòng và An ninh khóa 327. Trong quá trình sinh hoạt tập thể, xảy ra vụ việc tranh cãi nội bộ giữa hai cá nhân sinh viên nữ. Do không làm chủ cảm xúc, dẫn tới có biểu hiện khóc và la hét của một bạn sinh viên. Sự việc đã được cán bộ quản lý gặp gỡ, động viên giải quyết xong, không xảy ra hậu quả. Trong công văn nêu, hiện nay mọi hoạt động và chương trình giáo dục quốc phòng diễn ra bình thường, công tác quản lý sinh viên chặt chẽ, nghiêm túc trong môi trường quân sự. Vì vậy, thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội là thông tin thất thiệt, không đúng sự thật, xuyên tạc với dụng ý xấu. Trong công văn, trường này cũng đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh người đưa thông tin trên. Tiếp theo là một vụ việc đau lòng xảy ra cách đây không lâu tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Sau khi nghe thông tin con trai mình bị thầy cô kiểm điểm vì học tập kém, người cha mang xăng ra đốt sách vở để dọa con, rồi vẩy xăng lên cặp sách, vô tình khiến cho lửa bén vào người cháu bé, khiến con tử vong. Ngày 12 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người cha để làm rõ tội vô ý làm chết người, quy định tại khoản 1 điều 128 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2022, sau khi nghe thông tin con trai là MVN, học sinh lớp 6, thường bị thầy cô kiểm điểm về học tập kém, H bực tức lấy xe máy đi tìm con. Gặp bé N đang đi học về, Mạc Văn H, trú ở huyện Sơn Động, xuống xe, dùng tay, dép đánh con. Sau đó H mở cốp, lấy bật lửa và chai xăng, dọa đốt sách, không cho con đi học nữa. Thấy gần đó có đám cỏ khô, H dùng bật lửa đốt đống cỏ, sau đó đổ xăng vào khiến cho ngọn lửa bùng lên. Lúc này bé N đang đứng cách đống lửa khoảng 3 mét, H tiến lại gần, cầm chai xăng, đưa lên cặp sách bé N đang treo trên lưng, dọa đốt hết sách vở. Do bé N khóc và xin lỗi nên H dừng lại, quay ra lấy xe máy để đưa con về nhà. Lúc này H nghe tiếng con kêu thất thanh vì bị lửa bén vào người. H chạy tới, tháo cặp sách và bế con xuống ruộng lúa, té nước lên người để dập lửa, rồi đưa bé H tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên đến ngày 14 tháng 11 năm 2022, bé N tử vong. Chuyển sang các tin tức tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, măng và ngó sen là hai món ăn rất quen thuộc của nhiều người dân, không chỉ vào dịp Tết mà ngày thường cũng rất thông dụng. Thế nhưng mới đây, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang 3 cơ sở có hành vi sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, không nhãn mác để tẩy trắng măng và ngó sen tại chợ đầu mối Bình Điền. Hiện công an cũng đã thu giữ hơn 2 tấn măng và ngó sen này. Cụ thể, tại ô vựa rau, củ quả nằm trong khuôn viên chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, công an phát hiện chủ cơ sở đang sơ chế măng với các loại hóa chất tẩy trắng không nhãn mác, không hạn sử dụng trong 10 bồn nhựa với khối lượng 950 kg. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ số măng đã ngâm hóa chất cùng 2 kg hóa chất. Cùng thời điểm, tại một cơ sở khác trong chợ Bình Điền, công an cũng bắt quả tang nhiều người đang tẩy trắng 850 kg măng, thu giữ 18 kg hóa chất các loại. Tại các ô vựa này còn có hàng chục tấn măng đang chờ ngâm với hóa chất để bán ra thị trường. Một tổ công tác khác tiến hành kiểm tra cơ sở chế ngó sen và thu giữ 135 kg ngó sen đã ngâm hóa chất, 620 g hóa chất màu trắng. Bước đầu, các chủ hàng khai nhận những loại hóa chất trên được mua tại chợ Kim Biên, không có nhãn mác nên không biết là hóa chất gì, độc hại như thế nào, mục đích để tẩy trắng. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đựng hóa chất trong túi ni lông, ca nhựa dơ bẩn rồi giấu trong đống rác. Hẳn quý vị còn nhớ vào khoảng cuối tháng 11 năm 2022, một nhà dân ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đưa ra thông tin về việc đồ đạc trong nhà bỗng dưng bốc cháy. Cơ quan chức năng đã lắp camera giám sát và hôm qua chính thức thông tin nguyên nhân cháy vô cùng sốc. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau hơn một tháng vào cuộc tìm hiểu thực hư vụ việc đồ đạc tự bốc cháy trong nhà của ông Nguyễn Văn Bá, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, công an huyện Phụng Hiệp báo cáo kết quả vụ việc đồ đạc trong nhà bốc cháy là do những người trong nhà tự đốt. Cụ thể, Nguyễn Văn M, con trai ông Bá, chị Đặng Thùy N, con dâu ông Bá và bà Nguyễn Thị Đê, vợ ông Bá, lén dùng bật lửa đốt những đồ dễ cháy, sau đó đăng tải thông tin lên mạng, thu hút sự chú ý của nhiều người nhằm nhận được hỗ trợ. Tổng cộng gia đình đã nhận hơn 6 triệu đồng. Sau khi công an tỉnh Hậu Giang tiến hành lắp camera trong nhà, các vật bị cháy chủ yếu nằm ngoài vùng quan sát, ví dụ như giấy vệ sinh ở ao cá sau nhà. Có trường hợp đồ trong nhà bị cháy khi cúp điện nên camera không ghi lại được. Số lần cháy cũng đột ngột giảm, công an chức năng đang chuẩn bị hồ sơ, tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Mới đây, công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua và đá gà ăn tiền trước sân nhà người dân ở khu phố 2, phường An Thới, thành phố Phú Quốc. Hàng chục con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc bầu cua và đá gà ăn tiền thì bất ngờ bị công an bắt giữ. Đáng chú ý, tại hiện trường công an đã bắt giữ 30 người, tạm giữ số tiền trên 100 triệu đồng, một bộ bầu cua, một con gà và một số tang vật khác có liên quan, thưa quý vị. Tụ điểm đánh bạc này do Trần Văn Cương, sinh năm 1986, ngụ phường An Thới, thành phố Phú Quốc, đứng ra tổ chức và thu tiền sâu. Còn Lê Văn Lành, sinh năm 1975, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, làm nhà cái, lắc bầu cua, ăn thua bằng tiền với các con bạc, mỗi lần từ vài chục ngàn đồng đến vài triệu đồng. Để tránh sự truy bắt của công an, Trần Văn Cương đã thuê người canh đường ngồi trước đầu hẻm, dẫn vào nơi đánh bạc để cảnh giới từ xa. Hiện vụ việc, đối tượng và tang vật đã được tổ công tác bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc xử lý theo thẩm quyền. Thưa quý vị khán giả, khi tham gia giao thông, nhiều người vẫn thường có thói quen là khi đã bấm còi rồi thì đi cứ đi, khi xi nhan rồi thì rẽ luôn, mà quên mất một thao tác hết sức quan trọng, đó chính là phải giảm tốc độ. Điều này rất nguy hiểm và sẽ dễ xảy ra va chạm giao thông, như đoạn camera sau đây là một ví dụ điển hình.
Trong đoạn clip, chiếc xe ô tô đang bấm còi khi di chuyển qua ngã tư. Còi là một chuyện, nhưng khi đi qua điểm giao cắt thì lái xe đã không giảm tốc độ. Và chính điều này đã dẫn đến việc va chạm với một nữ học sinh điều khiển xe đạp điện. Rất may là sau cú tông, em học sinh đã đứng dậy được. Và người điều khiển xe ô tô thì cũng đã xuống xe giúp em dựng xe lên. Và mua đồ ăn mặc sang chảnh, đeo vàng đầy tay, nhưng không ngờ nữ quái sau lại thực hiện mặc ảo thuật hô biến tiền của cô chủ nhà. Thủ đoạn trộm tiền này không phải mới nhưng nhiều người vẫn bị lừa. Mời quý vị theo dõi và cảnh giác. Diễn biến trên xảy ra tại khu vực phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tại nhà dân cũng là nơi buôn bán gạo, một người phụ nữ ăn mặc sang chảnh, đeo nhiều vòng vàng, tỏ ra là người nhiều tiền. Chị ta đến mua gạo, nhà lúc này chỉ có một người phụ nữ bán hàng. Trong lúc thanh toán tiền, người phụ nữ đã hỏi rất nhiều chuyện, mục đích làm người bán phân tâm. Vì lý do thối thiếu tiền, thì Mỹ Rách đã tiếp cận, cầm sấp tiền của người phụ nữ bán hàng, rồi nhanh tay hô biến, thực hiện màn ảo thuật, nhanh tay rút trộm tiền, rồi nhanh chóng rời khỏi. Khi nạn nhân phát hiện bị mất tiền, trích xuất camera mới nhận ra chính vị khách trước đó đã ra tay. Số tiền bị mất khoảng 5 triệu đồng. Thưa quý vị, nhiều tiểu thương buôn bán Tết tranh thủ nên không dọn hàng mà thường che đậy để lại chợ. Canh sự bất cẩn này, ban đêm, nhiều đối tượng xấu đã tra trộn đi vào chợ để trộm cắp. Và mới đây thì một tiểu thương ở chợ Bờ Hồ Trảng Bom, Đồng Nai đã bị mất một thùng hàng trị giá 5 triệu đồng. Theo đoạn clip camera giám sát ghi lại, thấy sạp hàng không có người, hai thanh niên chạy xe tay ga tới ngó nghiêng quan sát, rồi cùng nhau khiêng thùng hàng, trong đó có bông, bỏ lên xe. Được một người chở, người ngồi sau ôm thùng hàng tẩu thoát hết sức nhanh chóng. Những ngày này, nhiều nhà vườn trồng hoa Tết miền Tây đang tích cực chăm sóc vườn để có một mùa hoa nhuận sắc vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2023. Tuy nhiên, liên tiếp những cơn mưa trái mùa nặng hạt kéo dài trong những ngày gần đây đã làm cho nhà vườn trĩu nặng âu lo. Đó là 20-21 tháng Chạp, thế nhưng tại làng hoa giấy Phú Sơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre, khung cảnh mua bán khá trầm lắng. Năm nay thời tiết bất lợi cho nên là hoa giấy bị thất mùa. Và nếu như mưa cứ kéo dài và liên tục như hiện nay, nhiều nhà vườn lo ngại sẽ mất Tết. Những ghi nhận của phóng viên Nóng 24 giờ, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Nếu mọi năm, thời điểm này tại làng hoa giấy Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nhà nhà đã trống sân chuẩn bị đón Tết. Năm nay ai cũng nặng trĩu âu lo. Phần vì thời tiết bất lợi, những cơn mưa trái mùa kéo dài trong nhiều ngày nay. Phần vì thị trường khá trầm lắng. Dù thương lái tìm đến vườn trễ hơn gần nửa tháng so với mọi năm, nhưng sức mua vẫn khá điều hiu. Mỗi năm á, là mối lái vô vườn á, là nó về như khách Hà Nội, khách Đà Nẵng, khách Nha Trang đồ vô là một người ta mua cả ngàn, 500-700 cả ngàn chậu. Đà 19, 18, 19 này là người ta đi hết rồi. Hiện giờ thì ở nhà vườn đây còn rất nhiều. Mưa nhiều thì nó cũng làm hư bông, cái lượng bông hư. Đó, rồi lái thì như cụ thể như tôi bây giờ lái đặt mấy trăm mà giờ ở ngoài Đà Lạt mưa quá trời giờ nó cũng hồi nè. Chuẩn bị hơn 5.000 chậu hoa giấy phục vụ Tết 2023, nhưng chỉ khoảng 3.000 chậu hoa nở đúng dịp Tết. Trong số này, thương lái chỉ mới đặt cọc khoảng hơn 1.000 chậu. Đang chăm chút những chậu hoa giấy chuẩn bị giao cho khách, lão nông này chỉ thu hồi được vốn chứ chẳng mong cầu lợi nhuận. Bây giờ nó hư á, thì năm nhà vườn á, là hư khoảng 50% rồi đó. Còn cái lượng hoa mà ra mấy người mà đạt á, thì cũng khoảng chừng 70-80%. Ví dụ cái cây hoa giấy hồi năm rồi á, là mình bán 500, năm nay bán được khoảng chừng 300-400 thôi. Hàng còn nhiều quá, nhà vườn phải hạ giá để bán. Còn mấy người mà người ta thấy không có ăn rồi, giờ người ta bung đại ra, người ta bán, năm tới người ta nghỉ. Nghề trồng hoa giấy ở xã Phúc Sơn đã có hơn 20 năm nay. Khoảng 10 năm trước đây, làng chỉ có vài hộ trồng với giống hoa giấy truyền thống một màu. Đáp ứng nhu cầu thị trường và làm đa dạng thêm sản phẩm hoa giấy, những năm gần đây, bà con đã thử ghép thêm các giống hoa khác trên cùng một gốc như hoa tam sắc, ngũ sắc, trông rất bắt mắt. Cùng với đó, những cây hoa giấy được người trồng chăm chút, uốn, tỉa thành gốc bonsai, gốc kiện lớn để thu hút thị trường, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Tết năm nay, làng hoa giấy Phú Sơn
dự kiến cung ứng hơn 700.000 sản phẩm hoa giấy đủ chủng loại cho thị trường Tết khắp cả nước. Năm nay đang khó khăn nhất luôn. Hồi xưa tới giờ tôi làm mấy chục năm chưa năm nào như năm nay. Cái mong muốn sao mà có lái lợi đặng mua đặng cho bớt, đặng cho mà bán được để kiếm được tiền mình xây trở cái vụ này cho chứ bây giờ vậy là nó lỗ trắng. Hoa giấy đã khoe sắc đón xuân rực rỡ khắp các nẻo đường. Hiện hoa đã bắt đầu rời vườn để ra chợ đón Tết. Dẫu gặp nhiều bất lợi, nhưng bà con vẫn kỳ vọng hoa giấy sẽ tiếp tục khởi sắc trong những ngày Tết cận kề. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi chương trình. Hải Vân và Quang Huy xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và bình an. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này trong bản tin lần sau.